Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé Thì mình là NTG Liên Quân đây Hôm nay theo cổ bạn Luca H1, bạn Teteso, bạn Nguyễn Thị Liễu cùng với bạn Trần Thuận Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Khen ở trong mùa giải S4 2024 này nhé Không biết là anh em đánh giá sao về vị tướng Khen này ở những phiên bản gần đây Với cá nhân mình thì đây là một cái vị tướng sát thủ với gọi là rất mạnh ở sông Liên Quân nhưng mà với nhà phát hành thì không biết là nhà phát hành thấy vị tướng Ken yếu quá hay sao mà mùa này lại tiếp tục tăng sức mạnh như vị tướng Ken Tăng liên tục và tăng không ngừng nghỉ Cụ thể trong mùa giải này thì vị tướng Ken của chúng ta sẽ được tăng sức mạnh đến từ chiêu 1 Tăng thêm sát thương cho những cái lần anh em uh, sử dụng chiêu thức Ngoài ra là cái thời gian hồi chiêu nó cũng sẽ được cố định ở giai đoạn đầu trận là 6 giây Mỗi khi chúng ta lên cấp chiêu 1 cho vị tướng Ken thì chúng ta cũng sẽ được giảm 0,2 giây thời gian hồi chiêu Nói chung là cái đợt tăng sức mạnh này thì mình thấy cũng khá là ổn cho Ken. nhưng đổi lại thì lại không ổn cho những người chơi xạ thủ Chơi xạ thủ ngày xưa đã áp lực rồi mà bây giờ khen tăng sức mạnh thì cái áp lực nó chắc nó nhân hai anh em Nó rất là khó khăn Và ở giai đoạn đầu trận thì chúng ta cũng sẽ có một cái tình huống đi ganh sớm xuống đường dưới anh em nhé Rồi bắt được vào vị tướng Isa Đấm giai đoạn đầu trận thì đam nó hơi bé một tí anh em Thành ra là để ăn được Isa ngay thì nó cũng sẽ hơi khó khăn Và chúng ta thì cũng sẽ đảo đường thôi đánh ken này thì chúng ta sẽ không ôm anh em nhé tại vì ken là một chất tướng có khả năng tàng hình đánh trên cơ đối phương cũng rất là mạnh khi nhắc về một cái vị tướng đánh trên cơ ở trong liên quân thì thường thường anh em sẽ nghĩ tới những cái chất tướng nó hơn về mặt sức mạnh hoặc là chúng ta vàng xanh hơn hay là pham nhiều hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh ở trong cái trạng thái là trên cơ so với đối phương. Nhưng đối với vị tướng Ken thì chúng ta sẽ không quan trọng quá là nhiều cái yếu tố đó mà anh em chỉ cần tàng hình được là chúng ta đã trên cơ được so với đối phương rồi. Nhưng mà đó là trong trường hợp mà tướng địch không có soi mắt và đặc biệt là không có hack map thì chúng ta mới có thể trên cơ được Chứ còn thí dụ mà anh em đang tàng hình mà tướng địch lại combo đúng vào cái chỗ anh em tàng hình Thì cũng hơi khoai cho vị tướng khen ở trong những cái pha mà chúng ta định áp sát Nãy thì mình cũng đã lướt qua cái thanh chat của team mình Và hình như khả năng cao là anh bạn John này là đang mang nhầm cái chừng trị thật Đó, ở giai đoạn đầu trận thì uh, lúc John mang chừng trị thì mình cũng có nhắc rất là nhiều Ngay cả team cũng nhắc là John chỉnh chừng trị đi Nhưng mà không thấy John rép gì thì đoán là bạn John này là bạn ấy đang có một cái chiến thuật mới cũng một phần là do bạn John này là một người chơi đánh rất là nhiều xạ thủ Mình nhấn vào thông tin thì đánh đâu đó khoảng 15.000 trận xạ thủ Nó có một cái số lượng trận mà thực sự với anh em là rất nhiều Đó chứ mình đánh thường thường mình hay phân bố đèo ra Đó cứ tướng này vài trận, tướng kia vài trận chứ không quan trọng như bạn John Thế thành ra là cũng chả mảy may nhắc thêm Tại vì đoán là bạn này bạn ý chắc là test chiến thuật mới nhưng mà ai ngờ vào trận thì chắc là bạn này bạn mang nhầm thật Bây giờ thì đang nhắn là nhầm vụ trận tâm lý trong tim là bắt đầu là cũng hơi lung lay rồi đấy và hình như là trong bụi này là có chắc lót và chắc lót không ăn bùa xanh thành công và sau khi ăn xong bùa xanh này thì mình cũng sẽ rút lui thôi chứ chúng ta sẽ hạn chế solo với chắc lót ở giai đoạn đầu trận và chắc lót thì không muốn có muốn tấn công hay không và đã lướt qua tường nhưng gặp ngay butterfly và gặp ngay vị tướng du lên đó là một cái tình huống mà tương đối lừa dành cho chắc lót đó và đánh với vị tướng batman trong trận à chính xác là kane trong trận đấu này thì uh, trong clip ngày hôm nay của mình thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em một cái trang bị có vị tướng carissi Carice, ui, sẽ có cả Nakroth thế này. Rồi hơi toang một tí khi chúng ta phản đoán sai thành viên. Mình tưởng là có mỗi Carice thôi nhưng mà ai ngờ là có thêm cả vị tướng Nakroth. Trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về lối sang bị cho vị tướng uh, gì nhỉ? khen nó một cách uh, hợp lý nhất. Và ngoài ra là cũng chia sẻ thêm cho anh em một cái lối chơi đó chính là hách đạo tướng địch. Chúng ta tàng hình làm sao để thứ nhất nhá. Khi tàng hình K thì chúng ta sẽ phải có hai điều kiện. Thứ nhất là anh em sẽ phải dụ cho tướng địch bật những cái chiêu thức quan trọng có nghĩa những cái cái chiêu thức soi mắt để chúng ta không bị soi và cái thứ hai là chúng ta luôn luôn phải đánh vào tâm lý đối phương đó có nghĩa là làm sao để đối phương luôn luôn vào trong cái trạng thái sợ hãi bất cứ lúc nào mà chúng ta cũng có thể lao vào chúng ta bắt đối phương nói thật với anh em là nhiều khi mình đánh khen này mình chả cần combo gì đâu anh em cứ tàng hình đi loanh quanh thôi mà tướng địch cũng đã sợ xả, xả chiêu liên tục rồi đó thì cũng là một cái thành công khi chúng ta đánh khen hay là giống như vị tướng grac vậy nhiều khi là chúng ta cũng chả cần kéo xích đâu anh em cứ chạy loanh quanh tướng địch thì nghĩ là grab chuẩn bị kéo thế nên là cũng vừa chạy vừa né hoảng loạn cái tâm lý nó rất là nhiều trước tiên nói về lối chơi thì chúng ta sẽ nói qua một tí về bộ kỹ năng của vị tướng khen nha để cho anh em nào mà đang tập chơi về vị tướng khen hay là chúng ta chưa bao giờ chơi vị tướng này thì anh em cũng thể hiểu rõ được cái bộ thông tin chi tiết của vị tướng khen đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại truy nã với nội tại truy nã thì chỉ cần anh em gì nhỉ đi cạnh tướng địch thì vị tướng khen sẽ được tăng tốc chạy giúp bám đổi con mồi tốt hơn và bây giờ thì mình cũng sẽ xuống đường dưới mình ganh bắt phát đầu tiên vào Erin và sau đó là sẽ vào vị tướng nó uh, tầm này thì bắt dễ hơn ở giai đoạn đầu trận khi chúng ta đã có thêm sát thương bổ trợ của chiêu cuối đồng thời cái nội tại của vị tướng Ken cũng có thêm một cái cơ chế đó chính là trong cái quá trình anh em di chuyển hay là chúng ta đang uh, uh, gì nhỉ, đang đứng im có nghĩa là anh em chỉ cần rời khỏi giao tranh thôi thì cái thanh uh, màu trắng dưới thanh uh, mana của vị tướng Ken sẽ được tăng lên và khi tăng lên tối đa chúng ta sẽ đi vào trạng thái tăng hình lúc này thì tướng địch sẽ không nhìn được anh em và tướng địch chỉ biết được anh em đứng ở xung quanh khi hiện lên một cái mắt ở trên đầu vị tướng Ken của chúng ta sẽ chỉ hiện hình trong cái trường hợp thứ nhất là anh em đứng gần tướng địch quá cái thanh màu trắng nó bị giảm xuống thì kênh sẽ bị hiện hình và cái thứ hai là khi anh em sử dụng combo chúng vào tướng địch thì vị tướng Ken cũng sẽ hiện hình Nó thế nên trong những cái trường hợp mà thí dụ anh em đang tăng hình nhưng mà anh em combo trượt thì nhiều khi là cũng không hiện hình đâu đâu anh em nó thế nên là chúng ta cũng rất phải lưu ý cái vấn đề này Đến với chiêu 1 của vị tướng Ken có tên là Huyết Luân. Với chiêu thức này thì vị tướng Ken sẽ đấm một vòng gây sát thương và đồng thời cái lượng sát thương này nó sẽ gây hai lần anh em nhé. Thế nên là cái chiêu 1 này thì mình thấy cũng là một cái chiêu thức quan trọng để anh em có thể dồn được sát thương. Và bây giờ thì đấm cũng hơi lệch một tí khi chúng ta chưa bắt được vị tướng Erin. Lần này thì mình chưa có chiêu cuối nghiệm thành ra là những cái pha đi ganh nó cũng khá là khó khăn. Được ăn cả ngã về không đến từ cái chiêu 2. Với chiêu 2 của vị tướng Ken có tên là Huyết Kiếm. Với chiêu thức này thì vị tướng Ken sẽ ném ra một người kiếm găm lên tướng địch. Với những kẻ địch bị đánh dấu khi anh em gây sát thương lên thì kẻ địch đấy sẽ bị choáng và nhận thêm sát thương đến từ vị tướng khen. Đồng thời là sau khoảng vài giây thì sát thương đấy nó sẽ nổ theo phần trăm máu đã mất của tướng địch. Thế nên cái chiêu hai này nó cũng khá là quan trọng. Và bây giờ thì Nakroth hình như là cũng đang uh, muốn tìm ra mình. Đó anh em để ý nhé là mình chả làm gì đâu nhưng mà Nakroth thì cũng đứng chém loạn xạ lên. Đó, thế nên là nhiều khi là chúng ta cũng chả cần làm gì thì cũng đã hiệu quả khi chúng ta đánh vị tướng khen này rồi cái tình huống combo và cũng thành công là bắt được vị tướng Erin nhưng mà không chạy được với vị tướng Isa trong các clip về những cái vị tướng ở trong liên quân thì thường thường trong một cái video mình hay hạn chế fit Có nghĩa là một trận đấu đâu đó chỉ fit tầm 3 mạng thôi Còn đối với những cái vị tướng mà mang cái thiên hướng chơi theo cái phong cách ôm bom như thế này Thì có lẽ là để giữ sạch cây đi thì sẽ là hơi khó Đó chúng ta sẽ đánh theo một cái bài đánh đó chính là lao vào bắt AD và sau đó chúng ta lên bản điểm số cũng được Đó là trong trường hợp mà giao tranh đông người chứ còn những cái pha giao tranh 1-1 như thế này thì thoải mái anh em nhé Nó bắt xong rồi chúng ta lại quay trở lại thôi và Erin cũng đã phát hiện ra mình lại chạy một tí và chúng ta sẽ dùng chiêu hai outplay ngược trở lại Erin thì bây giờ lại lên bản đếm số thôi Nó tầm này thì lại tiếp tục chạy Nhưng mà có cả vị tướng Nakroth, Isa thì thôi lại đứng biến về Không chạy được nghiệm Nó rất là khó Cuối cùng nói về chiêu cuối huyết kích của vị tướng Ken Với chiêu thức này thì vị tướng Ken sẽ lao lên gây sát thương Đồng thời trong quá trình dùng thì chúng ta sẽ vào trạng thái là không bị chọn Thế nên anh em cũng có thể sử dụng uh, tinh tế một chút nhé Cái chiêu cuối này để làm một chiêu thức né sát thương thì mình thấy nó cũng khá là ổn Và lụm nhẹ hai mạng đến từ vị tướng Isa và vị tướng Charlotte Tầm này thì có lẽ là chúng ta đang là một cái uh, nhân tố gánh tim thì team mình thì cũng đang bị đẩy vào một cái thế rất là khó từ giai đoạn đầu trận thì anh em cũng thấy là mặc chỉ cần một cái sai lầm nhỏ nhỏ của John thôi không đổi tốc biến thì team bạn cũng đã có những cái nhịp khai thác rất là sâu vào John khiến cho team chúng ta bị thọt và thậm chí là đánh ở cái trạng thái là thua kèo như anh em thấy là trụ team mình thì gần như mất hết rồi còn mỗi cái thèm trụ ngoài thôi bây giờ chỉ cần team bạn lấy được cái thế đẩy là chúng ta sẽ thua nhưng mà với vị tướng khen thì chúng ta sẽ có thể lật được cái lối chơi này bằng cái cách là anh em đi đẩy lẻ anh em cứ đẩy lẻ xong anh em tàng hình thì tướng địch không thể bắt được chúng ta Kiểu như anh em đánh Nakroth nha và anh em đẩy lẻ thì tướng địch cũng có thể bắt được tại vì thấy chúng ta, nhưng mà đánh Ken thì chúng ta tàng hình thì làm sao mà tướng địch có thể động được vào. Nói qua một tí về combo cho vị tướng Ken thì combo mình thường dùng sẽ có hai dạng chính. Thứ nhất là chiêu 2, chiêu một, chiêu cuối hoặc cũng có thể là chiêu 2, chiêu cuối và chiêu một Và Nakroth thì bây giờ không ai hỗ trợ nó, lúc này thì chúng ta mới bắt anh em nhá. Chứ lúc nãy là Nakroth bên cạnh có Gary hay là những cái vị tướng đi bên cạnh thì chúng ta sẽ hạn chế bắt. Và sau khi bắt được Nacrot rồi thì tiếp tục cái nhiệm vụ đó chính là đẩy lính cao của chúng ta lại tàng hình. Nó và đánh khen này thì chúng ta sẽ xoay quanh những cái việc là anh em chơi vừa chơi về tàng hình và vừa hách nặng tướng địch và một cách hách dễ nhất thì uh, ban đầu nhé khi anh em thấy tướng địch thì anh em hãy cho tướng địch biết là chúng ta đang đứng ở đấy nó nhưng mà đừng ra vội nó khi thấy nhịp đầu chúng ta cứ tạo một cái cảm giác bất an từ tướng địch thôi lúc này thì tướng địch rất là đề phòng nhưng đến cái lần hai khi tướng địch thả lỏng rồi thì lúc đấy chúng ta mới combo thì mình nghĩ sẽ là cái cách combo hợp lý nhất Thật ra cái này thì mình chỉ nói sơ sơ là khoảng 1 đến 2 lần Nhưng nếu anh em nào mà đánh nhây nhá Anh em có thể làm cái tâm lý đấy nó cứ đi 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 lại Khoảng 4 đến 5 lần thì nhiều khi là kỹ năng thì chưa tung ra đâu nhưng mà đã bị đánh với mặt tâm lý rất là nặng nề và có Nakroth và từ từ mình sẽ chạy đi một đoạn để mình tăng hình đã chứ mình sẽ không đứng gần Nakroth tăng hình tại vì nó cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ thì lại quay lại tìm Nakroth thôi. Nakroth ở đâu nhỉ? Khả năng trong bụi. Đó một cái mẹo nhỏ nhỏ để cho anh em biết là khi nào mà ở cạnh chúng ta có tướng địch ấy. Đó chính là thí dụ anh em đang trong trạng thái tăng hình nhá. Và anh em đi gần vào bụi mà thấy cái thanh uh, dưới mana của Ken nó bị giảm xuống thì đó là trong bụi có người. thôi tầm này thì chắc là cũng không chạy được tại vì có cả vị tướng Yi và mình cũng chưa kịp tàng hình Pha đấy kể ra kịp tàng hình thì may ra là chúng ta chạy được Thế nên là nếu anh em nào mà đánh team 5 Kiểu như anh em chơi chung với nhau mà kiểu khôn mic được với nhau nhá Anh em đánh khen là anh em có thể là một người tiên phong đó anh em đi lên những cái bụi đằng trước Thí dụ anh em đi qua đây Tự nhiên thấy thanh mana giảm Thì anh em côn ngay lên mic Bảo là trong bụi có người Thì team anh em sẽ biết và phòng tránh Nhiều khi là không cần support lên check đâu Anh em là người chơi đi top Anh em cũng có thể check được Và thậm chí check một cách an toàn Nó đi gần tướng địch nhưng mà lại an toàn tại vì tướng địch cũng có nhìn được chúng ta đâu mà tung chiêu thế nên đây là một cái điểm lợi mà mình nghĩ là chỉ riêng vị tướng khen có được ở trong liên quân tổng quan qua thì đó là về cái lối chơi của vị tướng khen con về cái lối trang bị ngày hôm nay của mình dùng cho vị tướng khen thì mình cũng sẽ để dưới màn hình nha chúng ta sẽ lên hai đồ xuyên giáp cho vị tướng khen để tối ưu khả năng anh em bắt những cái vị tướng có máu mỏng hoặc thậm chí là những cái vị tướng máu mỏng mà lại lên thêm một chút tanh để tránh khen thì build đồ này hoàn toàn có thể khắc phục được còn ở màng phù hiệu cho vị tướng khen thì anh em lưu ý nha là phù hiệu nào cũng được nhưng chúng ta phải có một cái món trang bị đó chính là thánh châu để giúp cho cái chiêu cuối của vị tướng khen hồi được nhanh hơn và những pha đi gảnh của anh em nó sẽ được hiệu quả hơn. Tầm này thì cũng đã đến gần phút thứ 10 năm rồi và gần như là mình cũng đang sở hữu một cái số lượng mạng lớn nhất nhất team mình đó khi ăn đâu đó đến 12 mạng và Nakroth đang đứng cũng đang muốn lừa mình. Anh em để ý không? Đó chúng ta chả cần làm gì đâu nhưng mà Nakroth đang bị đi vào mặt tâm lý rất là nặng rồi, cứ đứng múa may quay cuồng thôi chứ còn chả muốn đi đảo đường nữa. Con này thì mình combo nhưng mà nó bị lệch một tí nó nhưng mà thôi combo lệch thì chúng ta lại đổi qua bắt Erin uh, ở trong cái lúc mà tướng địch nghĩ mình bắt Nacros thì mình đổi qua bắt Erin thì nó lại là hợp lý nó và gần như là Erin không có chút phòng thủ nào cả và Nacros thì cũng đã quay lại nhưng lần này thì cũng đã bị chúng ta sốc sát thương rất là lớn Đam trong giai đoạn cuối trận của Ken thì đâu đó anh em chỉ cần sử dụng một chiêu hai và một chiêu một là chúng ta đã đủ để ăn mạng rồi sau một quá trình chặt vật thì trận này của chúng ta cũng đã thắng anh em và clip của mình về vị tướng khen ở trong mùa giải S4 2024 thì nên là kết thúc rồi nha anh em và nếu các nào thấy giúp anh để lại một like đăng ký kênh để có thể ngồi mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.